thì bây giờ hai em nó đang muốn bán hết ra để ra ngoài mua trang trại làm, tức là về quê chứ không ở đấy được nữa. Một là đấy xa nhà, hai là cái đất đấy nó phát hiện là đất bị bẩn. Thế thì mình thấy là khó, là quê trước thì nhà ở đây có khả thi. Hai anh em nó người đây, người dưới Nhãn Nam này, thì nó có khả thi hơn chứ. Cái bà kia, bà ấy không mặn mà lắm, mình không vấn đề gì. Vấn đề mình gặp được thì mình gặp được cái người, người ta phải đánh cả trường cái dây chứ. Nó phải thiện chí mà, nó phải nó phải thích cơ. Thì mình không có mình cứ để đấy chẳng vấn đề gì cả. Có cái em vợ chồng với cô Hà nó trông, nhưng mà nó cũng không ở đấy, thế là mình cứ thỉnh thoảng mình lên nó có biết đâu. Thế là cứ chìa khóa vào thôi. nó biết hôm nay nó biết đâu, thế là dọn dẹp xong rồi là ngồi ăn cái bánh mì. Thế không biết, cái con gọi trước thôi. Thế xong là lại dọn dẹp xong chuẩn bị đi về. Thế bảo thế không hiểu anh có sang không. Thế bảo thế sang đây xem. Vì cái này của nó cũng đẹp anh. Đẹp thôi. Mùa mưa xong. Tôi nghe thấy. Vợ chồng nó chẳng dọn dẹp gì, nhưng mà cái cây cối thì vẫn còn đẹp lắm. Và anh thì hình như chưa đến bao giờ. Chưa đến bao giờ, như tôi nghe thấy rồi. Nghe thấy người ta tả rồi. Vâng. Thì kể cả những anh chủ tịch xã các thứ đấy, bây giờ mới lên còn bây giờ nó là cái đẹp nhất ở đây, thì cứ nên giữ. Vâng. Giữ được là tốt nhất. Và gặp được khách thì thích, họ thích thì bán vậy thôi. Vì mình đầu tư cũng nhiều công sức ấy. Đúng rồi. Cái này nói thế chứ mỗi lần tiếc chứ này. Cái thứ nó cũng nhiều công sức. Thế còn cái bên kia anh mua xong anh đang để làm cái gì rồi? Ở bên chỗ cái trại đấy, chỗ nhà Tuấn á. Vâng, chỗ để ở thôi. Chỉ ở thế à? Ở chỗ tốt quá. Sạch sẽ. Cái đấy được chỉ có 5.000 mét nhỉ? Hơn 5.000 mét tí. Hơn 5.000 mét một tí. Nhưng mà nó lại đúng mục tiêu của mình. Vâng. Một là mình mua cái chỗ để ở, hai là quê mình đây. Hình như đi qua mất. Hình như qua mất rồi. Qua mất rồi. Qua mất rồi. Nhà mình thì ở đây, hai vợ chồng làm ở thành phố. Hà Nội cũng có nhà, nhưng mà mục tiêu của mình là con cái nó ở Hà Nội thì ở, chứ mình không ở. Mình sẽ về quê. Thế nên là môi trường đấy là tốt rồi. Thế là mình nó rơi vào đúng cái mình thích. Cái mình đang cần. Thực sự là mình cái cần cái như của ông Tuấn thật. Cho nên khi mình gặp mình bảo ông là đúng rồi, tôi cần cái này thật chứ không phải này. Không hỏi chơi làm gì cả. Bởi vì cần một cái để ở và cái không cần thiết phải rộng quá, mà tôi không có nhu cầu canh tác, không có nhu cầu trồng cây để lấy quả, không tranh việc của nông dân, không trồng cây, không nuôi lấn gì cả, mà chỉ để ở. Tại vì chỗ xe nó đây thì dễ đi qua lắm, không nó không có cái mốc thì đường rất dễ đi qua. Thì anh cũng chưa qua cái đường này. Anh qua nhiều, mình qua nhiều. Cái đường này thì anh qua rồi. Bé mình dân ở đây. Cái đường này nó ra cái hồ đấy. Ra cái hồ lại ra chỗ nhà mình nhỉ? Đi vòng là nó ra. Ra được mà. Vâng, đi ra vòng. Vẫn ra được, vẫn bình thường. Vậy trời mưa thì mình đi nó ngại thôi. Chứ còn đi vòng quanh đằng sau. Bọc luôn. Này nó kín đường. Vâng, kín đường thì trước không có gì đâu. Nè. Chắc vắng lắm. Đây nhà dân này ra này. Thế là cứ thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật anh chị về đây. Không, khi nào anh ngày thì về lần. Vâng. Từ đây đi Bắc Giang thì gần. Gần. Bắc Giang thì được khoảng 30 cây không? 30 cây. Không đến 30 cây. À 30 cây. Lên từ Bắc Giang lên đến đây là phải 31, 32, 33 rồi. Đi ô tô tí là đến. Mình toàn đi làm xe buýt. Ô tô nhiều lúc. Đây này, nhà mình bắt đầu từ chỗ này. Đây, cái đường này là của mình. Đấy. Cái đường này đường vào là đường của mình hả? Vâng, đường riêng của nhà mình. Thì là ngày xưa là cái nhà chủ cũ ấy, anh Miên anh bán ấy, là anh ấy
mua cái này rồi và anh đổ bê tông 300 mét. Cái cột điện này là cũng của nhà mình, lắp đường điện với lại cái đường, có một cái đường bé bé đấy, nó là cái đường của các quang, các quang của internet. Thế nhưng ngồi từ hồi đến giờ không ở, nó đồng cắt rồi, nó tốn tiền quá. Thế mình chỉ để nhìn cái nhìn qua máy điện thoại ấy mà với lại các thứ máy tính nên là nhất thiết. Thế là hai vợ chồng cái đường này là chỉ có độc đạo nhà mình đi à? Vâng, độc đạo nhà mình anh, dân có ai đi nhờ thì đi cho họ cứ đi chứ phần lấy của họ, nhà mình đấy họ giờ nhờ đi làm ruộng thôi đúng không? Vâng, thế nó đang bán cả cái này này, nó bán đây là làm cái hồ hoặc là vâng thì em ở có một cái như này rồi, làm ba xào làm cái ao rồi mà. Anh cứ ngồi đấy, cứ ngồi đấy. Cửa đấy cũng làm lại bưởi đấy, lúc liếng cây quả này bưởi rồi là vải 12 loại cây anh, nhiều lắm, nó cứ tự mọc cơ mà chứ không có ý gì đâu, chăm sóc gì đâu, có thì ăn. Một cái nhà cái cô Hà với ông Tiến thì em lùi lại. Rừng. Vâng, nó tựa vào cái đồi mà. Cây nhiều này. Vâng. Cây nhiều lắm.